đây là vài những cái vỡ thông tin bạn nên có trong cái đầu của bạn nếu mà những thông tin này nó xảy ra đó thì nó sẽ ảnh hưởng với giá của bitcoin rất nhiều bởi vì vậy có rất là nhiều người hỏi ok uh, ngày mai giá bitcoin sẽ đi đâu uh, uh, ngày, ngày mốt một tuần nữa hai tháng nữa đúng không giá bitcoin có về là đường 10 ngàn hay không biết giờ giá bitcoin có thể lên được ba uh, 000 ngàn năm chục ngàn hay sao uh, được hay không ok nó dựa hoàn toàn vô thông tin thông tin thông tin thông tin ok thông tin thông tin giống như ngày hôm nay XOP lên được 8% đúng không? Dựa theo thông tin nó ra là nó uh, cái cái sự thư kiện đúng không? Uh, vừa rồi XOP uh, lên được 100% dựa hoàn toàn vô một cái sự thư kiện. Thì đây là những cái sự thư kiện mà uh, những cái thứ bạn nên quan tâm tới. Nếu mà những chuyện này nó xảy ra, đây, ok, đây là cơ thể là cái nền tảng đầu tiên chia sẻ cho bạn những thông tin như vậy, ok. Ghi nó xuống, ghi chép nó xuống để bạn nhớ, ok. Nếu những thông tin này nó xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng với giá của Bitcoin cũng giống như nguyên cộng đồng tiền điện tử, ok. Cái cuối năm này có nghĩa là từ đây tới cuối năm 2023 okay. Celsius là một cái nền tảng nó kêu bạn đưa tiền cho nó đúng không đồng này đồng nọ rồi nó cho bạn ăn lãi vân 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 vừa rồi là đóng cửa lừa đóng cửa đúng không à, đang dính vô cái vấn đề mà gọi là phá sản thư kiện phá sản thì riêng cái thằng Celsius nó có tới 2 tỷ BTC và theo là Ethereum 2 tỷ thì 2 tỷ đó lúc mà nó xả ra lúc mà số lượng giở cái market cap nó không được cao lắm. Lúc mà không có ai mua và bán. Ok, số lượng ít hơn thì nó sẽ ảnh hưởng giá của nguyên cộng đồng tiền điện tử cũng giống như Bitcoin. Nhớ Celsius, xã 2 tỷ. Ok, nhớ là vậy. Ok. Cái schedule sản như thế nào hay là luật lệ thì mình ngay bây giờ thì mình chưa có cái gọi là cái cái details, Cái nghĩa là cái cái chi tiết. Okay. US government seal rope Bitcoin. Ok, nhớ là US government. Đó. Vừa rồi là nó nó có một số lượng uh, số lượng Bitcoin nghe và số lượng nó cũng khá là lớn con số chính xác thì mình không có trong trong đầu ok <laughs> nhưng khá là lớn nhớ nếu mà nhà nước mỹ đem xả, xả 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 xả, thì cũng nó sẽ ảnh hưởng với tiền điện tử nếu mà cái thông tin nó nhảy ra thôi chỉ qua vài phút thôi là bạn sẽ cảm giác được liền bạn thấy giá của bitcoin cũng giống như nguyên cộng tiền tiền điện tử bay bóng bay bóng bay bóng ok cẩn thận cẩn thận đó là những thông tin bạn nên ghi chép xuống xăm vô trong mình ok lúc thông tin nó xảy ra thì lúc đó là gì chốt đơn chốt đơn chốt đơn có thể đánh những cái lệnh long để đi lên có thể đánh những cái lệnh short để đi xuống hay là mua cái vùng nào để lên chốt đơn dùng chơi spot 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 lúc nào cũng an toàn hơn hơn là future tiếp tục ok mau go để nó tiếp tục Đợt, ngay bây giờ là cái nếu mà giá của bitcoin đi giá nó tiếp tục đi xuống đi cho nó ví dụ nó đi xuống thì những cái người đào bitcoin người ta không có sợ sở, sở hữu người ta không có lời nếu mà người ta không có lời á để người ta vẫn vận hành được cái 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 chỗ của người ta, vẫn trả được tiền điện, tiền nước vân 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 cho nhân công đúng không? Thì người ta phải quyết định phải đem đi để bán Bitcoin 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 Bitcoin. Ê, Bitcoin. Biết là số lượng nhiều là bán cho BlackRock, bán cho những quỹ này quỹ nọ, nhưng mà nếu mà nó xả lên trên sàn á, nó bỏ lên sàn để nó bán á thì cẩn thận cẩn thận, đúng không? Cẩn thận thận. Đó là những cái gọi là những cái lý do từ đây tới cuối năm nó có thể ảnh hưởng với giá của Bitcoin Bitcoin và Bitcoin. Ok rõ ràng là vừa rồi là tới uh, bao nhiêu cái nền tảng uh, ethereum tương lai etf đúng không uh, được giao dịch ok được giao dịch nhưng riêng van gogh này, new nè ok ethereum chỉ hôm nay á uh, người ta chỉ giao dịch đâu 2 triệu đô 2 triệu đô để gọi là uh, mua uh, mua uh, dùng cái cái, cái cái dịch vụ này ok ethereum tương lai etf chỉ có 2 triệu thôi trong một ngày ok in the first first day jessie đó là ngày đầu tiên nha, ngày đầu tiên chỉ có 2 triệu đô giao dịch trong cái vấn đề mà Ethereum tương lai nha, tương lai chứ không phải spot, tương lai. Nhưng bạn thấy vừa rồi là BTC tương lai ETH, tương lai ngày ETH thì nó nó hơn tới 5 500x của Ethereum lần nữa. 500x hơn Ethereum lần. Ok 500x hơn Ethereum lần. Thì bạn thấy không? Thì nói nói thì nói Bitcoin là ông nội, còn Ethereum thì à chỉ là cháu thôi nghe cháu thôi <laughs> ok và không chỉ vậy nữa nó nói lên cái câu chuyện ạ à, cái thị trường này là đang chết không có đồng tiền ở trong đây nghe không có đồng tiền ở đây ngoại ngoại trừ là cá voi cá heo cá cái gì rất lớn nó nó mua bán hàng ngày thôi ok thì uh, riêng Elon Musk đang đẩy cái vấn đề mà gọi là uh, để biết thông tin thật là gì nghe bởi vì sao uh, rõ ràng là bạn biết là gọi là báo chí truyền hình là đồ giả mạo hết nghe để rửa não thôi nên bạn muốn tung một cái thứ gì lên thì bạn cho nó vài ngàn đô hay là vài triệu đô gì đó là nó tung lên thôi Ok, trên toàn cầu nó là vậy Và thì ngay bây giờ ông đang cổ vũ để con người biết sự thật là gì Thì tự bạn, bạn thấy cái gì nó thật thì bạn quay phim, bạn bỏ nó lên trên mạng Ok, bỏ lên mạng á thì có, bỏ, có thể là bỏ lên trên X nha Bởi vì nó là một cái nền tảng thật nhất trong lịch sử loài người Ok, Elon Musk mua nó với 44 tỷ đô la Để cho bạn dùng nó miễn phí nha đây đầy đầy thông tin Ok, tốt ở trên đó Larry này đúng không? Là CEO của BlackRock thì vừa rồi á nó mua tới 8.1 nha 8.1% của Michael Strategy rồi. Ok. Thì cái đó là một cái đầu tư vô Bitcoin mà gọi gọi là không có trực tiếp đúng không? Ok. Nhưng mà 8.1 số lượng của Bitcoin của Michael Strategy á là số lượng lên tới 12.833 Bitcoin, 12.833 Bitcoin. Ok thì ít nhất mình nghĩ cái thằng cu cái nền tảng blackrock này nó cũng có khá là nhiều rồi đó nó nó có cơ thể có, có tới cả trăm 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 ngàn bitcoin rồi chứ không phải là một à, hai bitcoin đâu bốn okay. trong năm cái nền tảng đào bitcoin lớn nhất của nước mỹ nè là đang nằm ở trong túi của blackrock hết rồi ngay người ta đã mua phần trăm hết rồi không phải nằm hết trong túi nhưng mà người ta đã mua phần trăm của những cái người cái nền tảng đào bitcoin đó rồi sau khi bitcoin trên sàn được bán hết thì ở đâu để để mua nữa chỉ có thể đào ra thôi thêm thôi thêm một trăm mấy chục năm nữa, ok, tiếp tục, Jack Dorsey là một cái người CEO của của Twitter trước đây, đúng không? Sau đó ông gọi là cái nền tảng nó vớ vẫn quá sau ông rời nó, thì, thì vừa rồi là ông tạo một cái nền tảng là blog, thì vừa rồi ông mới đẩy nghe, mới đẩy ra release release the uh, bitcoin wallet mới đẩy ra một cái ví bitcoin, nó gọi là bitcoin uh, made, thì đây là một cái gọi là một cái một cái một cái, cái ví ở trong điện thoại, nha một cái hardware wallet ok một cái ví trong điện thoại và nhớ bạn nếu bạn dùng một cái ví cái gọi là cái ví trong điện thoại cẩn thận cẩn thận vừa rồi có bao nhiêu con người đã bị mất của cũng giống như ông cái thằng cái thằng của CEO của uh, Ethereum đúng không còn bị dính đòn nữa mà cẩn thận cẩn thận và cẩn thận các cá thiếu cho những người nào không biết là một uh, người lãnh đạo của Art Investment một cái quỹ rất là lớn nghe nắm trong tay cả tỷ 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 đô la thì vừa rồi đây là một thông tin bạn mình đã chia sẻ cho bạn cách đây khoảng cả tháng trời rồi chứ không phải là không Là Là hàng hoàng cái thằng SEC Nó sẽ công những cái spot ETF Công nhận đâu 10 cái spot ETF luôn cùng một lúc chứ không phải là không Ok Ngày 25 tháng 10 này Ok Là Binance sẽ không có cho vay mượn Cái đồng stablecoin của nó nữa Ok cái đồng BUSD nữa bởi vì sao? Chuẩn bị đây nó phải dẹp 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 qua một bên đúng không? cái BUSD cái đồng stablecoin của Binance đó, bạn phải để ý nó nha à, nó có một thời thời gian là bạn phải đổ tiền điện tử đi bởi vì tới một cái lúc nào đó nó sẽ không cho bạn uh, rút và mua và và sử dụng cái đồng đó nữa ok à, thời gian thì mình không nhớ nó là bao nhiêu bởi vì mình không có giữ nó nhưng mà nhớ để ý nếu bạn vẫn giữ BUSD là cái đồng stablecoin của Binance đó, nên xử lý nó ok đừng để nó dây dưa ok Ripple XRP thì đang gọi là điện tử tiến tới thế giới đang phủ đang lan tỏa đang lan tỏa thì vừa rồi là mới nhận được một cái một cái một cái giấy phép của Singapore Singapore ha Singapore giấy phép của Singapore để cho phép họ làm dịch vụ này dịch vụ kia liên quan với tiền điện tử tiền điện tử ở Singapore ok thì Ripple XRP ok càng ngày càng phát triển ok Ripple thư kiện với 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 SEC vừa rồi là đưa lên cái tòa án tòa án cao hơn ok nhưng mà để được lên cái tòa án cao hơn á thì cái bà Torres là cái bà cái bà judge bà mà bà bà mà quyết định công việc ở ở tòa án á ok thì bà phải chấp nhận nó mới được đem lên cái tòa cao cao hơn thì vừa rồi bà đá cái 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 vụ đó qua một bên bởi vì bà đá cái ví dụ đó qua một bên gì đó XRP ok bay lên 8% ok là vừa rồi cho những người nào không biết ok Elon Musk người giàu có nhất thế giới gọi tiền tệ là một cái lừa đảo lớn nhất thế giới ok nếu bạn chưa hiểu tiền tệ tại sao là là một sự lừa đảo lớn nhất thế giới á, coi những cái video vừa rồi nghe coi những cái phát trực tuyến vừa rồi ok phát trực mà Henry á là một người lawmaker một cái người mà làm ra luật này luật nọ đúng không và ổng là một người đại diện cho tiền điện tử ổng nói về ổng <laughs> đã ủng hộ cộng đồng tiền điện tử cũng giống như tiền điện tử bao nhiêu năm nay ok thì vừa rồi đá một thằng gọi là vớ vẩn nghe uh, dính vô cái vấn đề rửa tiền ok ăn chi với nhau với Biden đúng không thì vừa rồi đá nó ra và bây giờ thay thế vô một người là ủng hộ tiền điện tử tiền điện tử tiền điện, điện tử thì đó là một thông tin khá là tốt cho nguyên cộng đồng tiền điện tử ok nghe SEC nghe là cái cái, cái nhóm lãnh đạo tiền điện tử ở bên Mỹ ok thì vừa rồi á, gọi uh, cái uh, cái uh, Judge uh, gọi là cái gì nào phán xét uh, ra tòa án á, là một người phán xét á, là đó là người Judge ok thì vừa rồi là SEC gọi cho gọi cho những người chết đó cái người phán xét phán xét đó kêu là mày làm ơn đừng có chấp nhận cái cái vấn đề mà Coinbase nha Coinbase và SEC đang có một sự thư kiện ok đang có một sự thư kiện và Coinbase ngay bây giờ đang quăng cái sự thư kiện đó qua một bên thì phải tới tòa án và phải tới cái người phán xét của tòa án đó để quăng cái case này qua một bên thì ngay bây giờ nó đang đẩy cái vấn đề rất rất nhiều nhớ cái sự thư kiện của Coinbase và SEC nếu Coinbase thắng thì đó là một cái thắng cho nguyên cộng đồng tiền điện tử thì cái đó nó sẽ giúp tiền điện tử lên lên và lên nhà băng lớn thứ nhất của 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 Đức đúng không? Deutsche Bank thì vừa rồi là đang đang cố gắng cố gắng nhảy vô tiền điện tử tiền điện tử, ok gọi là nhảy vô tiền điện tử để tạo một cái tin tưởng nghe nghe để sau này nó làm nó gọi là uh, uh, mở ra cái dịch vụ này dịch vụ kia bởi vì sao? tất cả những nhà băng truyền thống nếu người ta không có một thứ dính dáng gì tiền điện tử thì chắc chắn một ngàn phần trăm người ta sẽ đóng cửa trong tương lai cái đó là những nhà băng ở trong nước Việt Nam và ngoài nước Việt Nam toàn cầu chứ không phải là riêng gì một nước nào cái FZ nó có bao nhiêu cái đồng đó đúng không có bao nhiêu cái đồng đó thì từ từ đây nó cũng xả, xả 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 đúng không và cái đồng nhiều nhất nó có là cây đồng là Solana và rất là rất là những cái đồng khác nữa thì để ý lúc nó xả những cái đồng kia vân 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 thì những cái đồng đó nó sẽ có một sự ảnh hưởng rất lớn nha ok để ý. vừa rồi nha cái cái tòa nhà trắng á, thì nó có một người là gọi là speaker cái người mà ra phát biểu vân 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 ok và cái cái tên của ông ta là kevin mccarthy thì vừa rồi ở bước đá ra ngoài nhà trắng ok mà vấn đề mà gọi là về mà gọi là giờ, giờ chính trị thì mình gọi là không có đi sâu xa nha mình biết thôi ông đóng dấu nghe ông đóng dấu cho biden gọi là từ đây tới năm 2000 như là 2025, ok, 2025 là có thể mượn vô số kẻ, vô số kẻ đồng tiền, nghe muốn mượn bao nhiêu mượn, ok và vừa rồi chút nữa mình cho bạn một cái thống kê mà gọi là bạn giật mình thì thôi, giật gân thì thôi, nghe, ok thì rõ ràng uh, Biden ngay bây giờ là chuẩn bị xuống, uh, chuẩn bị là rất chất rồi vân 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 vân, ok, à, nếu mà ông có ông ông sẽ làm cái một cái gọi là chiến tranh thứ uh, chiến tranh thứ ba xảy ra đó, ok nếu mà đã đánh nhau á, thằng Mỹ đánh ai á thì lúc nếu cho những người nào không biết lúc mà nó đánh nhau như vậy, ok một cái nước đánh nhau như vậy thì không được đổi thành tổng thống, thì cái đó là một cái cách ông có thể giữ được cái chức quyền để gọi là những cái, cái 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 năm kế tiếp ông bò, ông bò kế tiếp để ông quản quản lý trái đất, ok <laughs> nhưng, nhưng không sao. hôm nay mình cũng tìm ra được một cái tài liệu nhưng nó không phải là video. thì hai giờ ba eastern time ở bên mỹ là hai giờ chiều, hai giờ chiều, hai giờ rưỡi chiều bên mỹ thì là đâu khoảng tầm một giờ rưỡi một giờ rưỡi sáng ở bên Việt Nam nếu mình không lầm thì cái vấn đề vừa rồi mình chia sẻ cho bạn trong phát trực tiếng vừa rồi là nó sẽ mở nó đang gọi là gọi là cái gì đó thử 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 nha cái cái 5G với những cái thứ mà nó đã, đã chích cho người bạn coi thử nó có hoạt động tốt hay không chắc chắn là nó đã thử trong những cái 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 nhà thí nghiệm vân 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 nhưng mà đây là cái đợt thứ hai nó khi thử thử với với lại số lượng con người trên toàn cầu nghe có thể không biết cái 5G này là mình đang nói về cái 5G ở bên Mỹ không thôi và hoặc cái 5G này là nó ảnh hưởng hết toàn cầu ok thì thì tối nay mình sẽ sẽ sẽ, sẽ biết đúng không cho những người nào vẫn còn à, gọi là <cười> <cười> vẫn còn thức lúc đó một giờ rưỡi sáng à, hết là giờ Việt Nam ở bên đó là 2 giờ chiều đúng không 2 giờ rưỡi chiều còn bên Việt Nam là là một giờ rưỡi sáng thì chắc số lượng người đã đã ngủ rồi. Nhưng mà nếu bạn ngủ thì nên tắt cái mạng của bạn đi nghe để bảo bảo vệ. Còn nếu bạn muốn thử trải nghiệm thử chuyện gì đã xảy ra thì bạn có thể mở nó lên. Ok, đây là tất cả những cái người nghe làm trong trong gọi là nhà nước đã ăn tiền của 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 Sam FTX. Bạn có thể thấy bao nhiêu triệu 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 đô la để rử, gọi là mua chuộc hết nhà nước từ trên xuống dưới thì bởi vì vậy Nghe, bởi vì vậy nhưng ngay bây giờ vẫn còn phải ra tòa vân 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 vâng. lúc mà nó sập thì không có ai có thể bảo vệ đã bảo vệ bạn hết ok à, đây đây ok cho những cái nào không biết ok thì nó có một cái nhóm ok là nó bị uh, tẩy não rồi bị rửa não không chỉ vậy nữa những cái người này là những cái người mà ngồi dưới đây nè là không chỉ vậy nữa nó, nó, nó trả tiền cho những người đó ngồi đó để không cho bạn chạy xe hơi hay là chạy xe honda gì hết vân vân và không chỉ vậy nữa nó cho nó trả tiền cho cảnh sát để bảo vệ người này luôn nó đang đẩy cái agenda có nghĩa là xe cổ làm ô nhiễm môi trường bởi vì sao nó không muốn bạn muốn có xe nó không muốn bạn sau này nó muốn dẹp đi xe luôn nó dẹp và dẹp đi hết bởi xin bởi nó muốn bạn ở trong cái thành phố 15 phút thôi dễ cai trị chấm hết ok cái ông Patrick McCarthy đúng không cái mười cái người mà vừa rồi hồi nãy mình nói là vừa rồi được nhận cái chức quyền là trở thành một người là speaker của 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 nhà trắng thì cái đầu tiên á là ông xử lý công việc đầu tiên nhanh gọn và lại ok cũng giống như mình vậy đó đúng không ok thì ông kêu bà Nancy Pelosi này nè vacate her capital office, ok uh, mày nên uh, vận chuyển cái văn phòng của mày ở trong cái tòa nhà trắng đi dùm cái, ok uh, vơ vẩn vơ vẩn vơ vẩn rác rưởi, ok thì đây uh, nó có một cái vụ đúng không một cái gọi là bầu cử bầu cử để dời cái bà Nancy Pelosi cho những người nào mà Nancy Pelosi mà không biết thì uh, là một người giao dịch uh, cổ phiếu của phần uh, hay nhất toàn cầu dựa theo thông tin bên trong, ok đây là thành phố của chắc New York đúng không? Bạn thấy đó là vậy. Ok, đây là một sự gọi là uh, chiếm đạt nước chứ không phải là không phải là uh, vớ vẩn nghe. Cả chiêu chiêu chiêu, chiêu, chiêu 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 người ngay bây giờ là đâu thống kê cho thấy là hơn 7 triệu người đã vô bên Mỹ. Nghe, uh, gọi là đi đi cứ vô hôm đó thôi. Ok, đi thôi Và nhà nước Mỹ cho những người này đang ở khách sạn năm sao. Một đêm như vậy á, là ba 300 đô cho tới 500 đô một đêm. Và cả đang chứa 7 triệu người hơn <laughs> Bạn <Bà> nghĩ <laughs> tiền đó nó ở đâu nó có vậy tiền đó ở cái đâu có nó in okay. tiền nó in tiền ok tiền gì để tiền để cái đồng tiền giá đồng tiền đồng tiền đô la nó mất giá và cái đó là một thiết kế nghe nước mỹ không phải là nước mỹ nữa rồi nghe nó là một cái nước đã bị chiếm ok mà không có một cái một cái súng nổ nào hết nghe thì nó là vậy ok này ông hitler đúng không bắt tay với cái ông ông gì đó ông gì uh, gì đó ok cái này ông gì nè ok mình mình cũng không hiểu và cái thằng cu này cũng bắt tại đang cũng gặp gỡ trong này thì nó vậy khá là nhiều thông tin trên đây ha à, bạn lên, lên lên trên đó coi ok ở đây là vừa rồi là nó 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 nó, phát hiện nha đó là nó vô được cái nhà của ông uh, uh, cái ông tổng thống của ukraine bạn thấy tiền đô la nó như vậy nè tiền đô la nó như vậy nghe bởi vì uh, bao nhiêu tỷ 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 đô la để được được gửi qua bên 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 bên, bên, bên nước ukraine mà đúng không Đó đây đây đồng tiền tiền đó cái điền mồ hôi sức lực nó in tiền nó rải tiền nó cho những cái nước nó nó nuôi và nó nó nó, nó bịt miệng những cái thứ mà nước mỹ đã đang làm ở ukraine đúng không đó thì bởi vì vậy ok nó đây là đồng tiền đây là đồng tiền bạn làm mồ hôi sức lực đúng không nhưng đây vừa rồi nó in ra để nó cho cái thằng cu này ok thằng tổng thống này uh, thì cái sự làm phát sẽ đi lên ok tức uh, tất cả mọi thứ sẽ gọi leo thang, ok và bạn là người trả giá cho nó. Cũng giống như tờ, những những gì vừa rồi đang, đang đang diễn ra thì nó là một cái sự thiết kế hoàn hảo, à, trong uh, trong cái tháng này chuẩn bị bạn thấy là cái ở bên Mỹ tỷ 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 là học sinh đi học phải là phải, phải phải mượn tiền và chuẩn bị tới đây là người ta phải bắt đầu trả lại, ok vừa rồi là covid xảy ra thì nó ngưng cái vấn đề là học sinh phải trả và bây giờ là gọi là học sinh phải bắt đầu trả lại đúng không trả? Okay. À, thì đây chuẩn bị chuẩn bị trả tiền cũng không có ăn nữa làm gì có tiền mà trả. Trả trả, trả tiền uh, mượn học. Ok. Virus uh, virus lockdown. Ok. Uh, C20, C35, C40 á chuẩn bị nó 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 nhốt mọi người nữa. Ok. Thì đó là một cái thiết <laughs> kế đúng không? Nhà băng sụp đổ. Ok, chuẩn bị là nhà băng sụp đổ tiếp. Ok. Cái năm cái năm này có rất khá là nhiều người là xài xài xài, xài thẻ tín dụng, xài trước trả sau rồi đem quăng nó nói uh, khai là mất rồi khỏi phải chạy, uh, chịu trách nhiệm cho những cái thẻ đó đúng không? Thì cái đó là một cái thước đo lường nghe nếu mà lúc nào mà bất cứ mà cái số lượng mà người ta dùng thẻ xong người ta quăng đi rồi người ta nói là người ta bị mất á thì ok một cái tín hiệu là là suy thái suy thái suy thái sẽ xảy ra